Hello, xin chào các bạn. Hiện giờ mình đang có mặt ở suối cá Đồng Dinh, huyện Phú Hòa. Hôm nay mình với em Ngọc đang đi khám phá trải nghiệm ở nơi này các bạn. Thì mới chúc các bạn tràn đầy năng lượng, vui vui vẻ, công việc thành công. Ở đây mình cũng nghe cái suối cái ở Đồng Dinh này đẹp lắm, mà lâu rồi mà mình cũng chưa có dịp đến. Hôm nay mình quyết định đi với em Ngọc Đan lên khám phá cái trải nghiệm con suối cái này để chia sẻ đến các bạn xem cho vui. Các bạn thấy nước trong xanh, cá nó lội phải không các bạn? Trong xanh nước thì nó tốt quá các bạn. Thì suối đây nó chảy ra sông Ba nha các bạn. Từ đây ra sông Ba 2-3 cây số là cao các bạn. Đúng, cũng như là cái suối đây nó phát nguồn từ trên Quan Hòa các bạn. Nó chảy mấy chục cây số gì đây. Cái đây là cái hạ nguồn của nó rồi. Nó gần ra sông. Hôm nay nói chung là nó cũng thường mưa các bạn. Tuy rằng nó không lụt, 5 giờ rồi nó không lụt, nhưng mà nó hay, qua năm mới thì nó hay mưa cây các bạn. Nhờ vậy mà nó có nước. Mình thấy đẹp chứ, rừng rú nó thấy dễ thương. Nó mệt mỏi á, căng thẳng á, mình bị lên đến những cái chỗ như này mình thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên. Đó, cực hạn. Mình mới bước đến nơi này cảm thấy mình cũng hài lòng rồi các bạn, thấy cũng có cái nét đẹp. Mỗi con suối nó có mỗi cái nét đẹp riêng. Con suối này có cái nét đẹp này mà con suối nó không thể có được. Nước trong cá, thấy cũng có cá, mừng quá các bạn. Chỗ kia cái bầy cá trắng đã rồi các bạn, còn mình muốn chừng cái đúng chắc được vài chục con cả. Tốt quá, đi mình thấy cá vậy, mình thấy nó có sức sống các bạn. Đến những con suối mà mình chỉ nhìn thấy nước không là mình rất là buồn các bạn. Suối nó chảy yếu nhưng mà nó có đông dũng á. Có. Nó đông dũng mà nó sâu lắm, nó lớn, mình bắt làm sao được. Coi thử dưới đây có cá không, cả nhà xem. Suối này rất là rộng.
cá rất nhiều như này.